Ukraine liên tục báo tin tốt ở Donetsk, hưng hực khi thế quyết chiến quyết thắng trong đợt phản công. Chúng tôi nghĩ đã giành được các làng Brahodadner, Nesrubner và Makarika. Hôm nay, quốc kỳ lại tung bay trên làng Stororov Điều tuyệt vời này sẽ tiếp diễn ở mọi khu dân cư cho đến khi chúng tôi giải phóng toàn bộ Ukraine. Một đoàn xe quân sự thuộc lực lượng không vận Nga đã bị pháo binh Ukraine nhắm mục tiêu. Đơn vị sói trắng của Ukraine đã phá tung xe tăng Nga. Tuy nhiên, đã có đánh giá Kiev hiện chỉ đạt những bước tiến khiêm tốn. Sputnik News thậm chí đã bình luận, ông Biden có lẽ rất thất vọng với màn khởi đầu kém cỏi của Kiev. Nhà báo Mỹ đoạt dài nói rằng cuộc phản công của Ukraine không mang lại điều gì tốt đẹp cho Ukraine, Mỹ hay NATO. Trong khi đó, cậu Nga không ngừng thể hiện uy lực của kẻ mạnh. Moscow tung video dùng UAV cảm tử phá hủy pháo đài Ukraine gần Donetsk. Mặt khác, tình báo châu Âu dự kiến sụp sôi hơn nữa khi NATO bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất lịch sử, tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ở diễn biến căng thẳng khác, Trung Quốc điều trinh sát cơ giám sát Mỹ và các đồng minh tập trận. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, Đông Âu lại dung chuyển dữ dội khi nhịp độ trận chiến ở Ukraine tăng nhanh. Các màn bắn phá tiếp tục tàn khốc, bom đạn, tên lửa, lạnh lùng cày sới nhiều khu vực thành bình địa. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 12 tháng 6 cập nhật, quân đội nước này đang tham gia vào các trận chiến khốc liệt ở nhiều điểm nóng tiền tuyến. Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Kiev tuyên bố đạt bước tiến khiêm tốn và giành lại một vài lãnh thổ từ tay Nga. Theo Reuters, lực lượng vũ trang Ukraine hôm 12 tháng 6 cho biết có 25 trận chiến đã xảy ra vào một ngày trước đó ở thành phố phía đông Bắc Mút và các thành phố Abdiivka, Marinka xa hơn về phía nam. Tất cả nơi này nằm ở vùng Donetsk, nhất, nhưng vị trí gần với khu dân cư Biholorivka thuộc vùng Luhansk. Ngoài ra, Ukraine hôm 11 tháng 6 nói rằng lực lượng của họ đã đạt được bước tiến ở ba ngôi làng thuộc vùng Donetsk, bao gồm Blahodatner, Nezhukner và Makarivka. Tuyên bố trên chưa thể được kiểm chứng độc lập, và giới chức Nga cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Một số blogger quân sự nổi tiếng của Nga chỉ ra, trong khi lực lượng Ukraine đã giành được Blahodatner và Nechupner, giao tranh ở Makarivka vẫn tiếp diễn. Ukraine dường như đang hưng hực khí thế phản công và liên tục tuyên bố thắng lợi. Ukraiska Pravda hôm 12 tháng 6 đưa tin, các lực lượng vũ trang của Kiev tiếp tục giải phóng khu dân cư Storozhov ở Donetsk Oblast, nơi đã bị Nga kiểm soát kể từ tháng 3 năm 2022, không lâu sau khi Moscow chính thức phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Thông tin trên được Lữ đoàn biệt kích 35 thuộc Thủy quân lục chiến Ukraine, cũng như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của nước này, bà Hanna Maria cho biết trên Telegram. Cụ thể, Lữ đoàn biệt kích 35 của Kiev tuyên bố, trong khuôn khổ đợt phản công, lính thủy đánh bộ Ukraine ở Odessa đã giải phóng khu dân cư Storozho ở Donetsk Oblast, nơi đã rơi vào tay Nga từ tháng 3 năm ngoái. Phía Ukraine tuyên bố, sau chiến dịch truy quét kẻ thù ở Storozho, khoảng 50 lính Nga bị tiêu diệt, 4 người bị bắt làm tù binh. Hôm nay, quốc kỳ lại tung bay trên Storozho. Điều tuyệt vời này sẽ tiếp diễn ở mọi khu dân cư, cho đến khi chúng tôi giải phóng toàn bộ Ukraine. Lữ đoàn biệt kích 35 nhấn mạnh. Lực lượng phản công cho biết chiến dịch giành lại Stororov đã bắt đầu vào sáng sớm. Lính thủy đánh bộ rời khỏi phương tiện bọc thép và tiến hành một cuộc tấn công. Quân Nga chống trả và dùng pháo binh dội hỏa lực, nhưng phía Ukraine đã giành được thế chủ động và giải phóng từng ngôi nhà ở Stororov. Nhóm phản công đã đăng một video cho thấy cảnh họ phất cờ ở khu vực vừa giải phóng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maria cũng xác nhận thông tin thành công giành lại làng Stororov. Phía Nga chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên của Kiev. Theo Ukrainska Pravda, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ đã thêm Storozhov và Novodarika vào danh sách các thị trấn và làng mạc được Kiev giải phóng, nâng tổng số lên 5 khu vực, bên cạnh các làng Brahodatner, Nezhukner và Makarivka. Mặc cho những tiếng hô vang thắng lợi của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đã chứng minh sức mạnh của mình trên mặt trận với việc công bố đoạn phim ghi lại cảnh các máy bay không người lái cảm tử của nước này phá hủy thành trì của Ukraine ở gần đôi nhất. Thông tin được Smolik đăng tải hôm 12 tháng 6. Đây là cảnh máy bay không người lái Nga nhắm vào thành trì của Ukraine và thổi bay công sự này được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trong tuyên bố đi kèm video bộ quốc phòng nga nhấn mạnh lực lượng vũ trang nga ở hướng nam nhét đã phát hiện vị trí các công sự mà quân đội ukraine đã dựng lên trong thời gian dài máy bay không người lái cảm tử chỉ các vũ khí tự hành chúng thông minh và có khả năng tấn công hiệu quả loại vũ khí này được thiết kế để tự động lảng vảng và âm thầm chờ đợi thời cơ hạ gục mục tiêu vũ khí tự hành có thể tự xác định là mục tiêu hoặc tuân lệnh mà trung tâm điều khiển đưa ra ngay giữa trạng bay tính năng này cho phép chúng thực hiện các cuộc tấn công chính xác cao và tránh bắn nhầm mục tiêu giữa lúc nỗ lực đẩy nhanh tiến độ phản công ukraine chia sẻ cảnh quay tua nhanh cho thấy lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu và phá hủy thiết bị của quân nga ở mặt trận phía đông trong đó đơn vị sói trắng thuộc cơ quan an ninh ukraine sbu được cho là đã chiếu tướng tiêu diệt gọn quân và phương tiện của địch thông tin được bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang ukraine công bố Newsweek hôm 11 tháng 6 cho biết, cảnh quay này dường như do máy bay không người lái ghi lại. Quân đội Ukraine tuyên bố đã phá tung 7 xe tăng cùng 15 hầm hào của Nga trong một tuần. Newsweek chưa thể xác định cảnh quay và đang liên lạc bộ quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận. Thời gian qua, Ukraine thường xuyên chia sẻ cảnh quay phá hủy thiết bị quân sự của Nga, bao gồm các thước phim liên quan đến đơn vị sói trắng. Hồi cuối tuần qua, truyền thông Ukraine cũng tuyên bố cảnh quay này cho thấy các phương tiện quân sự của Nga ở vùng Zaporizhia bị tấn công một đoàn xe quân sự của Lữ đoàn 83 thuộc lực lượng không vận Nga đã bị pháo binh Ukraine nhắm mục tiêu. Ukrainska Pravda đưa tin và chia sẻ đoạn phim liên quan. Những diễn biến trên xảy ra sau khi Tổng thống Ukraine thừa nhận cuộc phản công đã được chờ đợi từ lâu của Kiev đang diễn ra. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga có thể chắc chắn rằng cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu, nhưng Kiev không đạt được mục tiêu nào đáng kể. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã ghi nhận các chiến dịch của Ukraine ở phía đông và nam đất nước. Ở một số khu vực, lực lượng Ukraine có vẻ như đã được tiến bộ và xuyên thủng tuyến đầu của Nga. Trong khi ở những nơi khác, đà tiến của Kiev đã chậm hơn, phía London chỉ ra. Bộ Quốc phòng Anh cũng bình luận, lực lượng xứ Bạch Dương đã có màn trình diễn hỗn hợp. Moscow có vẻ như đã tiến hành các chiến dịch phòng thủ đáng tin cậy, dù có một số báo cáo cho thấy số thương vong của phía Nga đã tăng lên. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Mỹ cho rằng, lực lượng Ukraine đã tiến hành chiến dịch phản công tại ít nhất 4 khu vực vào cuối tuần qua. Bộ Quốc phòng Nga một ngày sau đó cho biết các nỗ lực phản công của Ukraine ở Donetsk và Zaporizhia cũng như ở Bakhmut đã thất bại. Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa qua cũng chỉ ra Kiev hứng chịu thương vong vô cùng nặng nề trong nỗ lực phản công. Tuy nhiên, Sky News hôm 12 tháng 6 dẫn bình luận của tình báo quân sự Anh cho rằng Moscow chắc chắn đã phóng đại quá mức về tổn thất của Kiev. <laughs> Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogui đã phóng đại những thành công mà Moscow đã được nhờ hàng phòng thủ vô cùng quy mô của quân đội mình ở chiến trường Ukraine. Song song với đó, London cho rằng có lẽ ông Shogui cũng nói quá về tổn thất của Kiev trong nỗ lực phạt công. Giải thích thêm, tình báo Anh nhận định ông Shogui đang cố đánh bóng hình ảnh của mình trước công chúng sau khi ngày càng bị một số quan chức Nga công khai chỉ trích. London cũng cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thời gian qua đã chỉ trích các quan chức Moscow chậm chạp trong việc triển khai phương tiện quân sự dự phòng ra tiền tuyến, đồng thời kêu gọi ngành quốc phòng nỗ lực gấp đôi để đáp ứng nhu cầu của chiến. Về động thái này, phía Anh cho rằng ông Sukhoi muốn thể hiện mình là người kiểm soát được các vấn đề chiến lược khi Ukraine tăng tốc tấn công. Chưa rõ những đánh giá của Anh có phải là phiến diện hay không, vì thời gian gần đây giới chức phương Tây và Mỹ đã xác nhận khi ép tổn thất nặng nề trong nỗ lực phản công, đặc biệt quân đội Ukraine được cho là đã xa vào các bẫy mìn dây đặc của Nga xe tăng bốc cháy và lực lượng công binh thương vong lớn. Thưa quý vị, một chuyên gia an ninh nói với Sputnik News rằng cuộc phản công của Ukraine đã bị thổi phồng quá mức và khởi đầu của nó không xuân sẻ như kỳ vọng. Điều đó có lẽ khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden cực kỳ thất vọng. Tổng thống Putin và Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Ukraine đã phản công thất bại từ tuần trước, về việc này, nhà phân tích an ninh và quan hệ quốc tế Mark Jolibora nói với Sputnik News, có lẽ khởi đầu không xuân sẻ của quân Ukraine chẳng những khiến giới lãnh đạo ở Kiev hụt hẫng, mà chính ông chủ Nhà Trắng Joe Biden cũng cảm thấy bực bội. Ông Sleboda ẩn ý rằng ông Biden có liên hệ phức tạp với Ukraine từ khi còn giữ chức phó tổng thống trong chính quyền của ông Barack Obama theo Sputnik, nhà phân tích Sleboda muốn nhắc đến lùm xùm kinh doanh giữa con trai Hunter Biden của Tổng thống Mỹ với phía Ukraine, tuy ông chủ Nhà Trắng đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan. Đề cập đến cuộc phản công, chuyên gia Sleboda nói mặc dù quân đội Ukraine chưa triển khai phần lớn lực lượng của mình, nhưng mọi thứ họ tung ra cho đến nay đều không thể chọc thủng phòng tuyến Nga tại bất kỳ địa điểm nào trong cả tuần qua. Điều đó có thể khiến ông Biden lo lắng là di sản chính trị của mình bị đe dọa. Ông Sleboda bình luận, Tổng thống Biden đã tuyên bố ủng hộ Ukraine đến khi nào cần thiết và xem việc đoàn kết liên minh phương Tây là một thành quả của ông trong bối cảnh đang chạy đua tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng. Chuyên gia Sleboda bình luận, Tình hình ở Ukraine có thể thay đổi tính toán của Washington. Ông Sleboda nói, tôi từng dự đoán Ukraine sẽ có một vài bước tiến, nhưng họ đã có khởi đầu không tốt. Tôi không loại trừ khả năng họ sẽ tung ra một số mánh khóe bẩn thỉu, một số thủ đoạn xảo quyệt để đạt được mục đích. Phía Kiev và Washington chưa lên tiếng về các thông tin trên, được Sputnik đăng ngày 11 tháng 6. Có thể mọi thứ không như ý muốn, nhưng Hoa Kỳ và các đồng minh vẫn giả sức kể vai sát cánh với Ukraine trong giai đoạn quan trọng của cuộc chiến. Nhà báo điều tra Mỹ từng đoạt giải Pulitzer Schermerhot cảnh báo cuộc phản công của Ukraine sẽ mang lại những hệ lụy tiêu cực cho cả chính Kiev và NATO cũng như chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại sao lại như vậy? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Sputnik News hôm 12 tháng 6 dẫn chia sẻ của ông Hurts trong một cuộc phỏng vấn rằng cuộc phản công sẽ không tốt cho Ukraine, NATO và chắc chắn là cũng không tốt cho chính quyền Tổng thống Biden. Khi được hỏi liệu có khả năng NATO sắp tham gia vào xung đột Ukraine hay không, ông Hurts nói rằng lực lượng của Liên minh quân sự phương Tây có lẽ đã hiện diện ở mặt trận đó rồi. Ý tôi là về mặt huấn luyện và cố vấn, ông giải thích rõ hơn đánh giá của mình. Mặt khác, ông Hurt cũng nói rằng phần lớn dân số thế giới đang đứng về phía Nga trong khi Mỹ đánh mất uy tín của mình nhiều các quốc gia, đặc biệt là những nước châu Phi, Trung Á và Nam Á đã thay đổi từ thân Mỹ sang thân Nga. Đó là điều khá ấn tượng. Điều đó có nghĩa là hơn nửa dân số thế giới đang ủng hộ Nga, chứ không phải Mỹ, nhà báo nói thêm. Ông Hurt cũng cho rằng, trong một cảnh bị phương Tây trừng phạt, mọi thứ ở Nga không còn tốt như trước đây. Tuy nhiên, thật sai lầm khi đánh giá, Moscow đang tuyệt vọng. Thưa quý vị, vừa qua nhiều lãnh đạo trên thế giới đã chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin nhân ngày nước Nga 12 tháng 6. Trong đó có Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Yon suk yon Sputnik cho biết nhiều lãnh đạo khác cũng dự kiến gửi lời chúc mừng đến Điện Kremlin. đích cho biết Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega hôm 11 tháng 6 đã chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân ngày nước Nga và nhắc lại cam kết của quốc gia Trung Mỹ này trong việc tăng cường quan hệ song phương với Moscow. Trong bức thư gửi Tổng thống Nga Putin, ông Ortega viết, Nhân dịp long trọng kỷ niệm 33 năm ngày nước Nga 12 tháng 6, cho phép chúng tôi được tự hào cùng ngài, nhân dân và chính phủ Nga kỷ niệm thêm một năm của chiến thắng, của chủ nghĩa yêu nước và bảo vệ chủ quyền vì hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ. Lãnh đạo Nicaragua cũng nhắc lại mong muốn của người dân và chính phủ nước này đó là tiếp tục củng cố quan hệ lịch sử, tình hữu nghị anh em, đoàn kết và hợp tác với Nga để đã được một trật tự thế giới đa cực mới. Hôm 12 tháng 6, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã chúc mừng Tổng thống Putin nhân ngày nước Nga, trong đó ông bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết tuyệt đối của Triều Tiên đối với người Nga. Lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng tăng cường hơn nữa sự hợp tác chiến lược giữa Bình Nhưỡng và Moscow để bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu. Hôm 11 tháng 6, đại sứ Nga tại Hàn Quốc Andrei Kulik cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Putin nhân ngày nước Nga. Ở diễn biến khác, ông Leonid Pashenik, quyền người đứng đầu của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LPR mới đây cho biết, khu vực này đã được chính phủ Nga cung cấp bảo trợ xã hội cho người dân và hỗ trợ hiện đại hóa nhiều lĩnh vực quan trọng. Ông còn nói rằng LPR đã nhận được một cuộc sống mới khi trở thành một phần của Nga. TASS hôm 12 tháng 6 cho biết, trong lời chúc mừng nhân ngày nước Nga của ông Leonid Pashenik nhấn mạnh, sau khi thống nhất với nước Nga, chúng tôi nhận ra được sự quan tâm của chính phủ, sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các dân tộc trong đất nước rộng lớn. Luhansk nhận được bảo trợ xã hội, được chính phủ đầu tư các dự án xây dựng quy mô lớn, được hiện đại hóa giáo dục và y tế, nông nghiệp và công nghiệp hồi sinh không hề phóng đại chút nào, vùng Luhansk đã nhận được một luồng sinh khí mới. Quyền lãnh đạo LPR cho rằng, thông qua những nỗ lực chung, Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng có thể chuyển mình trở thành một khu thịnh vượng và tự cung tự cấp của Nga. Được biết, LPR đã được Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9 năm ngoái sau các cuộc trưng cầu dân ý mà Ukraine và phương Tây cho là phi pháp. Thưa quý vị, lục địa già tiếp tục rung chuyển khi NATO bắt đầu cuộc tập trận triển khai lực lượng không quân lớn nhất trong lịch sử của liên minh ở châu Âu vào hôm 12 tháng 6 nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết đối với các đối tác trước những mối đe dọa tiềm tàng như Nga. Theo France 24, chiến dịch Air Defender 2023 do Đức dẫn đầu sẽ hoạt động cho đến ngày 23 tháng 6, bao gồm khoảng 250 máy bay quân sự từ 25 quốc gia NATO và đối tác như Nhật Bản và Thụy Điển. Các cuộc tập trận quy tụ tới gần 10.000 người tham gia nhằm tăng cường khả năng tương tác và sẵn sàng chiến đấu để đối phó với các máy bay không người lái và tên lửa hành trình nếu các thành phố, cảng biển, sân bay trong lãnh thổ NATO bị tấn công. Tham mưu trưởng không quân Đức, Trung tướng Ingo Gerhardt tuyên bố, Air Defender được hình thành vào năm 2018. Đây là một phần trong chiến dịch phản ứng sau khi Nga sắp nhập Crimea từ năm 2014. Ông khẳng định các cuộc tập trận không nhắm vào bất kỳ nước nào. Theo Trung tướng Đức, khi NATO bảo vệ từng cm lãnh thổ, cuộc tập trận sẽ không thực hiện bất kỳ chuyến bay nào hướng đến khu vực biển Baltic ở ngoài khơi vùng Kaliningrad của Nga. Chúng tôi là một liên minh phòng thủ và đó là cách cuộc tập trận này được lên kế hoạch. Ông Trehart nói thêm. Chuyển sang tình hình khu vực khác, Nikkei dẫn lời Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins ngày 12 tháng 6 thông báo ông sẽ dẫn đầu một phái đoàn thương mại đến Trung Quốc vào cuối tháng này. Dù có chính sách mềm mỏng hơn với Bắc Kinh so với các nước đồng minh, New Zealand ngày càng lo ngại về đất nước tỷ dân này. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand. Xuất khẩu của đảo quốc này sang Trung Quốc đạt hơn 20 tỷ đô la New Zealand, tương đương 12,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Không giống Úc, New Zealand không gặp các giao cản thương mại của Bắc Kinh trong những năm gần đây. Theo Thủ tướng New Zealand, phái đoàn sẽ bao gồm các đại diện của nhiều lĩnh vực, bao gồm sữa, du lịch và giáo dục. Quan hệ với Trung Quốc là một trong các mối quan hệ song phương quan trọng, rộng lớn và phức tạp nhất của New Zealand, nhà lãnh đạo khẳng định. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Hipkins cho biết New Zealand tự hào về mối quan hệ ổn định với đất nước tỷ dân. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ khi nhà lãnh đạo nhậm chức vào tháng 1 năm nay. Ông cũng đã tới Papua New Guinea trong năm nay để dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Thái Bình Dương. Dù là một phần của Liên minh Tình báo và An ninh Nguồn Nhãn, New Zealand đã có cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Trung Quốc so với các đồng minh. Do vậy, Wellington ngày càng lo ngại về Bắc Kinh, một phần do quá trình quân sự hóa tiềm tàng ở Ấn Độ Dương, Nikkei bình luận. Hồi tháng 3 khi đến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahota đã nêu lo ngại về Biển Đông, căng thẳng ở eo biển Đài Loan, cũng như tình hình nhân quyền ở khu vực Tân Cương, miền Tây Trung Quốc theo truyền thông trung quốc nước này đã điều một máy bay trinh sát bay qua vùng biển thái bình dương phía đông đài loan vào cuối tuần trước tờ hoàn cầu thời báo nói rõ động thái này có thể nhằm theo dõi và thu thập thông tin tình báo về các cuộc tập trận có sự tham gia của hải quân mỹ nhật bản pháp và canada Cụ thể, tờ Hoàn Cầu Thời báo ngày 11 tháng 6 cho biết, một biến thể của dòng máy bay chở hàng Y-9 được trang bị thiết bị theo dõi và thu thập thông tin tình báo rất có thể đã giám sát cuộc tập trận hai hàng không mẫu hạm Mỹ USS Nimitz và USS Rogan Reagan đã hoạt động xung quanh quần đảo Ryukyu ở biển Philippines từ ngày 8 tháng 6. Theo Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở Bắc Kinh, quần đảo ngăn cách biển Hoa Đông với biển Philippines và nằm giữa Nhật Bản và Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố đây là lãnh thổ của mình. Vào ngày 9 tháng 6, Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận ở biển Philippines. Lực lượng tham gia của nước này có hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng hoạt động lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2020. Hạm đội 7 của Mỹ thông báo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản báo cáo đã nhìn thấy biến thể trinh sát cơ Y-9 ở Thái Bình Dương vào ngày 8 tháng 6. Ngày 12 tháng 6, người phát ngôn của bộ này tuyên bố đang phân tích một thiết bị gắn vào gầm của biến thể Y-9. Các cuộc chạm trán quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ với các đồng minh ở Tây Thái Bình Dương đã gia tăng trong những năm gần đây khi Bắc Kinh trở nên quyết đoán hơn ở biển Hoa Đông, biển Đông và quanh đảo Đài Loan. Chỉ vài ngày trước cuộc tập trận bốn bên, lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức cuộc tập trận ba bên đầu tiên ngoài khơi ở bờ biển Philippines. Liên quan đến căng thẳng ở Sudan, Reuters hôm 12 tháng 6 cho biết, Ả Rập Xê Út và Mỹ đã lên án việc các bên tham chiến ở quốc gia Bắc Phi tiếp tục nối lại các hành động bạo lực sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 24 giờ kết thúc, đồng thời kêu gọi các phe ngừng bắn và lập tức ngồi vào bàn đàm phán. Các cuộc đụng độ bạo lực giữa lực lượng vũ trang Sudan, SAR và lực lượng hỗ trợ nhanh, RSF, đối địch, đã tiếp diễn ở thủ đô Khartoum, và các khu vực lân cận vào sáng ngày 11 tháng 6, ngay khi lệnh ngừng bắn kéo dài 24 giờ do Ả Rập Xê Út và Mỹ làm trung gian kết thúc. Giao tranh át liệt tập trung ở phía Nam và Đông Khartoum cũng như Bắc Odoman, đôi bên đều sử dụng pháo binh và vũ khí hạng nặng để tranh giành quyền kiểm soát một số căn cứ quân sự và các cây cầu quan trọng. Xung đột đã lan sang các khu dân cư, khiến ít nhất hai người dân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hôm 11 tháng 6, Ả Rập Xê Út và Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chung lên án việc các bên tham chiến nối lại hoạt động bạo lực và kêu gọi chấm dứt giao tranh lập tức. Trong một tuyên bố chung, hai nước xác nhận trong thời gian ngừng bắn, các bên tham chiến đã kiểm soát hiệu quả lực lượng của mình, giảm giao tranh trên khắp Sudan, tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út và Mỹ bày tỏ thất vọng khi giao tranh dữ dội lập tức tái diễn khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực. Hai nước cũng nhấn mạnh không có biện pháp quân sự nào có thể chấp nhận được cho cuộc xung đột hiện tại hai nước trung gian cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán chính thức ở Jeddah, nhưng chỉ khi các bên tham chiến thể hiện cam kết duy trì nghĩa vụ của họ, theo tuyên bố Jeddah để bảo vệ người dân Sudan. Sudan rơi vào hỗn loạn sau khi giao tranh nổ ra vào giữa tháng 4. Quân đội Sudan và RSF đã ký tuyên bố Jeddah vào ngày 11 tháng 5 tại cảng Jeddah của Ả Rập Xê Út với cam kết cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Tiếp tục là những tin tức liên quan đến đời sống, kinh tế, xã hội Thưa quý vị, kế hoạch xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi xuống biển của Nhật Bản tiếp tục vấp phải sự phản đối từ người dân. Theo đài CCTV, ngày 12 tháng 6, nhiều người biểu tình gần đây đã tập trung trước trụ sở công ty điện lực Tokyo lên tiếng lo ngại về kế hoạch này. Một người biểu tình tên Kurata Chiruko chia sẻ, chính phủ Nhật Bản nên dành nhiều thời gian cân nhắc các kế hoạch khác để xử lý nước thải, vì kế hoạch hiện tại có thể gây ra thiệt hại khó lường đối với hệ sinh thái biển và sức khỏe con người. Công ty Điện lực Tokyo chưa bao giờ thực hiện cuộc điều tra toàn diện về mức độ ảnh hưởng của nước thải đối với sức khỏe con người. Tôi kiên quyết phản đối điều này. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi không dám ăn cá nữa. Đại dương đâu phải của chỉ riêng Nhật Bản. Bà Kurata Chizuko nói với đài CCTV. Trong khi đó, một người biểu tình khác cũng tỏ ra lo ngại về kế hoạch xả nước thải của chính phủ. Tôi đã không dám mua bất kỳ hải sản nào từ Fukushima sau sự cố hạt nhân. Và tình hình sẽ tồi tệ hơn một khi nước thải bị đổ ra biển. Chắc chắn lúc đó tôi không dám ăn bất kỳ hải sản nào luôn, một người biểu tình chia sẻ. Những lo ngại của người dân đã tác động đến giá cả của hải sản cập cảng ở Fukushima, thậm chí khi giá cả giảm sâu tới 20%, nhiều người cũng không dám mua. Các loài sinh vật biển thường xuyên di chuyển ở đại dương, tôi nghĩ rằng kế hoạch xả nước thải phải thật sự được cân nhắc cẩn thận bởi nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp thủy sản của chúng tôi, giám đốc một cửa hàng bán lẻ hải sản ở Tokyo, Takuro Noda tuyên bố. Kể từ khi trận động đất và sóng thần làm tê liệt nhà máy điện vào năm 2011, ngành công nghiệp đánh bắt cá của Fukushima đã phải vật lộn để khôi phục lòng tin của thị trường. Tuy nhiên, việc xả nước thải xuống biển có thể sẽ phá tan mọi nỗ lực này, khiến ngư dân ở đây không còn cách nào khác ngoài việc phản đối kế hoạch. CCTV bình luận. Cũng nói về Nhật Bản, NHK ngày 12 tháng 6 đưa tin, chính quyền nước này vừa quyết định sẽ nới lỏng các quy định về việc cho phép taxi và xoay buýt cho thuê chở hàng hóa và khách hàng cùng một lúc. Một động thái nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt tài xế và tăng các lựa chọn phương tiện giao thông ở những cộng đồng nhỏ hơn. Hiện tại thông thường xe buýt tuyến cố định được phép vận chuyển người và hàng hóa cùng lúc ở bất kỳ nơi đâu trên Nhật Bản. Tuy nhiên, taxi, xe buýt cho thuê và xe chở hàng chỉ có thể làm như vậy trong các cộng đồng nhỏ với ít hơn 30.000 người. Bộ Giao thông Vận tải cho biết họ sẽ mở rộng khu vực để quy định có hiệu lực trên cả nước từ ngày 30 tháng 6 với điều kiện các nhà khai thác phải có giấy phép để vận chuyển hàng hóa và khách hàng. Theo các quan chức, nhiều thành phố đã yêu cầu chính quyền nới lỏng quy định để đáp ứng với nhu cầu của người dân, đặc biệt người cao tuổi. Một số người thậm chí còn đề nghị sử dụng taxi để vận chuyển thức ăn và thuốc men đến các hộ gia đình, cũng như có các phương tiện vận tải chở hàng khác. Bộ Giao thông Vận tải cho biết họ sẽ thúc đẩy phát triển giao thông vận tải hỗn hợp dựa trên tình hình ở từng khu vực. Tin tức đáng chú ý khác, cctv dẫn lời bà minona mosarip giám đốc điều hành tổ chức định cư con người của liên hợp quốc tuyên bố tổ chức này đang chứng kiến sự hỗ trợ ngày càng tăng của các nước thành viên đối với nỗ lực phổ cập nhà ở theo vị quan chức này một nghị quyết về nhà ở giá rẻ đã được thông qua tại cuộc họp gần đây Phiên họp thứ hai của Hội đồng Tổ chức Định cư Con Người đã kết thúc vào ngày 9 tháng 6. Sự kiện tổ chức ở Kenya kéo dài 4 ngày với các đại biểu quyết tâm khôi phục chương trình đô thị mới. Bà Sarip gọi phiên họp là một minh chứng thực sự về chủ nghĩa đa phương hiệu quả. Trong một cuộc phỏng vấn bề lề cuộc họp, nữ quan chức Liên Hợp Quốc lưu ý năm nay có nhiều quốc gia và đại biểu tham dự sự kiện hơn so với cuộc họp đầu tiên vào năm 2019. Năm 2019, có 124 quốc gia thành viên tham dự hội nghị, con số này tăng lên 137 vào năm nay. Còn tổng số đại biểu trong năm nay là 5.000, trong khi năm 2019 chỉ có 2.000. Theo bà Sharif, một nghị quyết về nhà ở giá rẻ đã được các đại biểu tán thành. Đây là thành tựu mang tính bước ngoặt của đại hội. Theo nghị quyết, các thành viên Liên Hợp Quốc sẽ thiết lập các cơ chế để đẩy nhanh việc tiếp cận nhà ở bằng cách đưa ra các biện pháp tài chính và chính sách khuyến khích. Có năm lĩnh vực chúng tôi đã đưa ra trong buổi thảo luận. Một là về nhà ở, hai là về biến đổi khí hậu, ba là về các mục tiêu phát triển bền vững, bốn là khủng hoảng đô thị và năm là về tài chính. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1948 các nghị quyết về nhà ở đề xuất đều được thông qua. Tại sao tôi bắt đầu với nhà ở? Bởi vì khi có nhà ở chúng ta sẽ có các cơ sở như dịch vụ cơ bản, nước, điện, y tế, văn hóa và việc làm, bà Sorip nói. Theo Đài CCTV, nhiều đại biểu từ khu vực tư nhân và chính quyền địa phương cũng tham dự bà sariff lưu ý các ý kiến đóng góp về các vấn đề ngân sách trong thời kỳ hậu đại dịch rất được hoan nghênh nếu có nhiều chiến lược chính sách và hướng dẫn nhưng không có tài chính bạn sẽ chẳng thể đi đến đâu đó là lý do khu vực tư nhân rất quan trọng đó là lý do chúng tôi kết nối với các doanh nghiệp ngân hàng nhà phát triển thậm chí chuyên gia nhà quy hoạch kỹ sư để xem cách chúng ta có thể tài trợ cơ chế mới tài trợ chương trình đô thị như thế nào bà sariff nói thêm Ngày 11 tháng 6, Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman tuyên bố thỏa thuận mới nhất của OPEC Cộng đề cập đến cải cách toàn diện. Phát biểu tại Hội nghị Kinh doanh Ả Rập Trung Quốc, ông còn khẳng định liên minh đang nỗ lực chống lại tâm lý và bất ổn trên thị trường. Theo vị bộ trưởng, các tín hiệu hiện tại và thị trường tương lai có thể trái ngược nhau. Điều này có nghĩa là liên minh các nhà sản xuất OPEC cộng phải duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó. Vào cuối tuần trước, Ả Rập Xê Út, nhà sản xuất lớn nhất của OPEC, đã tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu thô ở mức 1 triệu thùng mỗi ngày, bắt đầu trong tháng 7 tới. Nhóm các nhà sản xuất cũng hạ mục tiêu cho năm 2024, trong khi một số nước đã gia hạn lệnh cắt giảm sản lượng đến cuối năm sau. Theo Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Xê Út, thỏa thuận mới của OPEC Cộng sẽ mang lại lợi ích cho những bên đầu tư nhằm tăng năng lực sản xuất. Lo ngại về nền kinh tế toàn cầu đã tác động đến phản ứng của thị trường đối với cam kết giảm sản lượng của Ả Rập Xê Út. Giá dầu giảm hơn 1 đô la mỗi thùng vào ngày 9 tháng 6. Đây là mức giảm hàng tuần thứ hai liên tiếp, theo Reuters. Quốc hội Iraq hôm 12 tháng 5 thông qua khoản ngân sách 2023 trị giá 98,9 nghìn tỷ dina, tương đương 153 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu mức chi tiêu kỷ lục cho quỹ lương công và các dự án phát triển nhằm cải thiện dịch vụ và tái xây dựng cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy do chiến tranh hoặc do không được thường xuyên tu sửa thông tin được Reuters đăng tải. Theo các nhà lập pháp và tài liệu ngân sách, thâm hụt ngân sách của Iraq ước tính đạt mức kỷ lục là 64,36 nghìn tỷ dinar, hơn gấp đôi khoảng thâm hụt ngân sách vào năm 2021. Khoảng ngân sách 98,9 nghìn tỷ dinar được đưa ra dựa trên mức giá dầu 70 đô la Mỹ cho mỗi thùng và nguồn dầu xuất khẩu dự kiến đạt 3,5 triệu thùng mỗi ngày. Ngân sách mới của Iraq quy định tỷ giá hối đoái đối với doanh thu dầu tính bằng đô la vào khoảng 1.300 dina cho mỗi đô la. Tỷ lệ này sẽ có hiệu lực cho đến năm 2025, mặc dù dự kiến nó có thể thay đổi dựa vào doanh thu từ dầu. Đáng chú ý, ngân sách 98,9 nghìn tỷ dina sẽ cho phép tuyển thêm hơn nửa triệu công nhân mới ở khu vực công. Theo Reuters, động thái trên cho thấy chính phủ vẫn duy trì tuyển nhân công, dù nhiều nhà quan sát nói rằng Iraq nên thắt chặt chính sách tài khoá. Mohamed Nouri, một thành viên Ủy ban Tài chính của Quốc hội Iraq, lại nói với Reuters rằng có hơn một triệu công nhân mới sẽ được bổ sung, bao gồm diện lao động hợp đồng, công nhận hoặc nhân viên toàn thời gian. Trong khi đó, ông Omar Tabachali, một giảng viên thể giảng tại Trường Kinh tế Trung tâm Trung Đông London, đưa ra con số nhân viên mới vào khoảng 600.000. Theo ông, con số này sẽ nâng tổng chi phí tỷ lương và lương hưu công lên hơn 76.000 tỷ dinar, tương đương 58 tỷ đô la. Ngân sách của Iraq được cho là phải được chấp thuận vào thời điểm đầu năm nhưng đã bị trì hoãn và không được thông qua do tình hình bất ổn và các tranh chấp chính trị. Iraq là một trong những quốc gia có dân số phát triển nhanh nhất thế giới, dự kiến có thể tăng gấp đôi từ 43 triệu người lên khoảng 80 triệu đến trước năm 2050. Trong khi đó, nền kinh tế lại chủ yếu là do nhà nước kiểm soát với tỷ lệ thất nghiệp cao, các cuộc biểu tình thường xuyên xảy ra do làn sóng bất mãn của người dân. Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen hôm 11 tháng 6 cho biết, Liên minh đang cân nhắc chi hơn 1 tỷ euro hỗ trợ Tunisia phát triển nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn của mình. Ngoài ra, nguồn tiền này cũng giúp quốc gia Bắc Phi bảo vệ nền tài chính cũng như thúc đẩy hợp tác về vấn đề biên giới và người di cư với EU. Theo Reuters phát biểu tại Tunisia, bà von der Leyen nói rằng gói hỗ trợ tài chính vĩ mô 900 triệu euro, bao gồm khoản chi 150 triệu euro hỗ trợ ngân sách có thể sẽ sẵn sàng được chi ngay khi có các thỏa thuận cần thiết. Tuy nhiên, bà không giải thích rõ chi tiết. Nữ lãnh đạo chia sẻ thêm, trong năm nay, EU cũng sẽ cấp cho Tunisia 100 triệu euro cho các nỗ lực quản lý biên giới, tìm kiếm và cứu nạn, tiến hành các chiến dịch chống tội phạm buôn người và trở lại tôn trọng nhân quyền. Cũng giống như nhiều nhà tài trợ lớn khác cho Tunisia, EU cũng đặt điều kiện hỗ trợ quốc gia Bắc Phi hoàn thành một chương trình vay với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Tuy nhiên, Tổng thống Tunisia Kais Saed đã từ chối nỗ lực chuyển đổi theo kế hoạch mà EU gợi ý. Ông Saed nói rằng, việc cắt giảm nguồn cung tại cấu trúc các công ty thuộc sở hữu nhà nước mà chính phủ của ông đề nghị với IMF để trần an các chủ nợ của Tunisia có thể gây ra một đợt bùng nổ trong xã hội. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận mới nào về các đề xuất chuyển đổi khác nhau phải mất nhiều tháng để đàm phán sâu hơn được biết đồng hành trong chuyến đi vừa qua của bà von der Leyen là Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Ý Georgia Meloni. Ý và Hà Lan là những quốc gia chính mà dòng người di cư vượt biển địa trung hải từ Tunisia tìm đến. Cũng tại khu vực Bắc Phi, Reuters đưa tin lạm phát cơ bản hàng năm của Ai Cập đã tăng lên 40,3% trong tháng 5 vừa qua so với mức là 38,6% trong tháng 4. Dữ liệu trên do Ngân hàng Trung ương nước này công bố vào hôm 11 tháng 6. Đây là diễn biến được cho là rất đáng quan ngại đối với nền kinh tế vốn rất dễ tổn thương của quốc gia này. Lạm phát ở Ai Cập đã tăng mạnh vào năm ngoái sau hàng loạt đợt phá giá tiền tệ và tình trạng thiếu ngoại tệ kéo dài. Việc nhập khẩu hàng hóa vào nước này tiếp tục bị trì hoãn. Dữ liệu về lạm phát hàng tháng cho thấy mức tăng trong tỷ lệ lạm phát đã đạt 2,9% trong tháng 5 từ mức 1,7% hồi tháng 4. Ai Cập đã phá giá đồng tiền của mình xuống một nửa kể từ tháng 3 năm 2022, sau khi giá tiền bị sụt giảm do xung đột ở Ukraine ảnh hưởng đến nền kinh tế vốn dễ bị tổn thương của quốc gia Bắc Phi này. Hồi tháng 12 năm ngoái, Quỹ tiền tệ quốc tế đã phê duyệt khoản vay 3 tỷ đô la cho Ai Cập theo cơ chế quỹ mở rộng. Khoản vay này sẽ được giải ngân trong 46 tháng, khi đó Ai Cập cũng cam kết bán tài sản nhà nước trị giá hàng tỷ đô la trong 4 năm tới. Tin tức vừa rồi <laughs> đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!